La bendición de presentar Hôm nay chúng una tôi de hân hạnh estas được trình chiếu một inspiradoras trong những bài thuyết giảng sâu sắc conferenciadas. với tựa đề Aprecien la Trân gracia quý de ân Dios điển Thượng Đế para tại ascender Trần gian rápidamente để được a thăng hoa nhanh chóng. destino Phần 1 en của 5 phần Primeros trong tiết Tesalonicenses mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 27 tháng 2 năm 2005 tại Hungary. Mới đến không à? Quý vị mới đến à? Ra đây. Dạ, còn nhiều chỗ ha. Đến đây, những người mới, lại đây. Ngồi đây. Còn ai mới? Dạ, mới. Mới đến. Hay quá. Anh từ đâu tới? Dạ, từ Hungary. Hả? Hungary, Budapest. Hungary, Budapest. Thụy Điển. Thụy Điển. Thấy ai khóc là tôi biết. Người đó chắc chắn mới đến. Nhưng có khi cũng không chắc chắn. Pháp, Pháp, tôi biết quý vị rồi. Có khỏe không? Dạ, khỏe. Tốt. Người mới. Đừng có mơ chuyện đó. Hôm nay không được đâu. Người mới. Sư phụ. Mới. Đây. Mới. Quý vị mới đến. Không à. Chỉ những người mới thôi. Mới, mới, đây. Cảm ơn sư phụ. Mới, cô khỏe không? Dạ, khỏe. Bạn trai của cô thế nào rồi? Mọi chuyện có êm đẹp không? Dạ, con nghĩ sẽ hoàn hảo. Sẽ hay là đang hoàn hảo? Dạ không, không phải, con chỉ tin như vậy thôi, vẫn như trước à. Kỷ nguyên mới, chuyện mới chứ. Người mới cứ lấy. Mới. Đây, tôi già rồi. Làm ơn giúp giùm. Bởi vậy tôi mới có quý vị. Quý vị trẻ, đẹp trai, tốt tướng. Quý vị sẽ giúp tôi một chút. Tôi bắt đầu già rồi. Thấy không? Tóc bạc hết rồi. Gần trắng hết, có lẽ tôi sẽ để bạc luôn. Người ta tưởng là tôi sáng suốt vì tóc bạc. Có người nào mới mà chưa được không? Anh mới đến nhưng chưa được. Ồ, đẹp trai như vậy mà không được kẹo. Đây, đây. Đây. Đây, đây. Mỗi người một cái, một cái. Dạ, một. Chỉ một thôi. Một. Tôi không có thời giờ đứng đây để làm như vậy hoài được. Nhìn cánh tay tôi nè. Ồ. Đây. Bởi vậy mà nhiều minh sư lập gia đình, biết không? Không phải để có con cái mà để có người cộng sự, có bắp thịt. Bên Ấn Độ, tôi có biết một vị minh sư. Đây, chia, chia ra, chia với nhau. Đủ chưa? Đủ chưa? Chia với nhau nha. Làm ơn. Đây. Nói cho quý vị hay. Cho quý vị hay, tôi ở đây cũng cần vài người trẻ có cơ bắp săn chắc, cũng để đẩy người nữa. Bởi vậy mà nhiều minh sư lập gia đình. Hoặc là có bạn trai, bạn gái chỉ đi theo bên cạnh để giúp.
Giống như tổng thống nhiều khi không thể tới một nơi nào ông phái vợ đi giùm cũng được. Hoặc nhà vua, nữ hoàng, đại khái vậy, nhưng dĩ nhiên là không giống nhau. Tôi biết có một người được gọi là minh sư ở Ấn Độ. Lúc tôi gặp, ông ta đẳng cấp thứ hai. Nhưng giờ đây ông đã lên đẳng cấp thứ ba rồi, tốt cho ông ấy. Ông có một bà vợ. Khi ông không có ở đó, người ta tới đạo tràng, thì bà ta chỉ ngồi đó. Rồi mọi người cũng ngồi nhìn bà ta. Cũng tiện chứ hả? Nếu những người đó hài lòng, và ông thầy bận rộn, người được gọi là minh sư đó bận, nên ông ta luôn luôn phái vợ ra ngồi trước hiên nhà. Dù sao bà ta cũng chẳng có gì để làm, bà ta là vợ của minh sư, cho nên đôi lúc ông thầy không có ở nhà, bà ta chỉ ngồi đó rồi mọi người đến quỳ lại dưới chân bà. Họ ngồi đó ngắm dung nhan bà thật lâu. Cũng hay phải không? Có ai ở đây muốn xung phong không? Người nào muốn làm bà vợ như vậy không? Ít nhất phải ở đẳng cấp thứ 5. Tôi không cho phép bất cứ ai ngồi đó để quý vị sờ bàn chân hôi của họ chỉ vì họ ở gần tôi. Cũng khó. Giả sử tôi có một bà vợ hoặc một ông chồng, nếu người đó không ở đẳng cấp thứ 5, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhiều người thường trú bây giờ vẫn chưa lên tới đẳng cấp thứ 5. Quý vị biết rồi, có vài người đã lên rồi. Một ngày nào đó tôi sẽ thông báo. Tối thiểu có một người đang ở đẳng cấp thứ 5, một bà lão 70 tuổi. Đẳng cấp thứ 5. Còn những người khác, tôi phải cho quý vị thấy danh sách và hình ảnh. Nhiều khi tôi đã nâng họ lên rồi. Trước đây còn nhiều hơn nữa, nhưng một số bỏ ra ngoài, hoặc có vài người làm chuyện xấu, ảnh hưởng bên ngoài, nên đẳng cấp bị rớt xuống. Đừng tưởng là ở đẳng cấp thứ 5 thì không rớt xuống được. Vẫn có thể rớt xuống giữa đẳng cấp thứ 5 và thứ 3, không ai biết được. Trừ khi quý vị có mệnh làm minh sư, đã được Thượng Đế chọn rồi, thì quý vị sẽ được bảo hộ rất nhiều và sẽ được an toàn. Họ đã thanh lọc tiểu sử, tìm hiểu về quý vị đủ thứ rồi. Cho nên quý vị sẽ không sao, nhưng những người được lên đẳng cấp thứ 5 nhờ ân điển, nhờ sự trợ giúp của minh sư, thì phải coi chừng. Bất cứ gì cũng có thể kéo quý vị xuống. Người ta tôn thờ quý vị, bái lại quý vị, cúng dường quý vị quá nhiều, hoặc quý vị nhận đồ của người khác, dùng ngôi vị của mình, mà vi phạm quy luật tu hành nào đó là quý vị tiêu đời. Giả sử quý vị truyền tâm ấn cho người khác, rồi nghĩ rằng mình là người truyền tâm ấn thì quý vị cũng sẽ tiêu rất lẹ, bởi vì ma vương có thể trừ điểm. Quy luật là như vậy. Dĩ nhiên bây giờ hắn không thể đụng tới quý vị, nhưng nếu quý vị làm chuyện gì sai, thì hắn sẽ trừ điểm, có thể làm cho quý vị đau khổ. Nhưng nếu quý vị làm điều gì sai, dĩ nhiên là hắn có thể làm như vậy, có cớ mà, phải không? Dù là tổng thống hay vua chúa, nhưng nếu quý vị làm điều sai trái, giết người vô cớ, quý vị vẫn bị người khác xét xử, hoặc bị quan tòa xét xử, thậm chí những người dưới quyền quý vị cũng có quyền xử quý vị vì quý vị làm sai. Nếu tổng thống lái xe quá tốc độ, cảnh sát có thể chặn lại, gửi giấy phạt. Như thường. Hiểu chưa? Dạ, hiểu. Đúng vậy. Tôi muốn nói gì đó mà quên mất rồi. Thôi, không sao. Nếu quý vị đặt câu hỏi, có thể tôi sẽ nhớ ra. Tôi tới để quý vị có hỏi thêm câu hỏi, để khi ra về quý vị buông bỏ hết gánh nặng, rồi ngồi thiền mới tốt. Quý vị thiền ở đây có tốt không? Dạ, tốt. Suốt đêm, ban ngày luôn. Tốt. Những người tốt. Tôi thích vậy. Bây giờ quý vị ở thêm một ngày nữa. Con sẽ ở cả tuần. Cả tuần. Ai lo cho công việc? Vợ con. Vợ con vắng nhà, đi với con gái và em bé mới sinh. Còn có một đứa con trai 16 tuổi. Nhưng nó thích ở nhà một mình trước khi lên đường. Con mua cho nó 2 thùng mì lớn, nên nó có rất nhiều thức ăn. Con vừa viết thư cho nó hôm chủ nhật này. Nhưng con nghĩ là con ở lại được. Như vậy khi anh trở về, con anh sẽ giống như sợi mì à? Ăn gì giống nấy, tao nghe nói như vậy. Nó sẽ thành sợi mì. Những 2 thùng mì. Nó chỉ cần như vậy thôi sao? Không ạ. À? Nó nấu ăn giỏi lắm. Ồ, nó nấu ăn. Tại vì chiều nào con và nó cũng nấu ăn với nhau, xào nấu, vân vân.
Chắc không đó. Thôi được, không sao. Đừng bắt tôi phải trông chừng con anh. Những người khác ổn chứ? Nói chung thì quý vị có thể ở lại bao lâu cũng được. Đây là nhà của quý vị. Mỗi lần làm việc cho sư phụ, dù ở xa nhưng quý vị vẫn gần. Đương nhiên ngồi ở đây cũng là gần, không thành vấn đề. Miễn là quý vị có lòng tận tụy dù ở đâu làm gì, tận tâm và phục vụ người khác, như vậy là rất tốt. Không có nghĩa là quý vị ngồi đây thì không phải là tốt nhất, nhưng cũng giống như nhau, bằng nhau. Tâm của mình mới quan trọng. Nếu quý vị ngồi đây mà đầu óc nghĩ chuyện khác thì vô dụng. Nếu quý vị ngồi ở ngoài, làm việc cho sư phụ giúp đỡ anh chị em của mình, như vậy rất tốt, tốt lắm. Giống nhau ở trong tâm. Còn hỏi gì nữa không? Những người mới không có câu hỏi à? Vì những người cũ đã hỏi hết rồi. Họ đã trút hết tâm can ra rồi. Tôi không chắc như vậy. Có thể anh kia vẫn còn muốn hỏi. Không sao. Anh ta là người giúp vui cho quý vị. Hôm nay có tuần gì không? Dạ không, con phải tập trung để thiền cho tốt hơn một chút. Trước khi hỏi thêm. Thôi được, bây giờ anh ta dừng lại rồi. Có ai không? Nếu không thì chúng ta chỉ ngồi đây không làm gì hết. Thiền đối với tôi thì không sao, nhưng thiền cả đêm như vậy. Thân thể quý vị có sao không? Dạ không. Thỉnh thoảng quý vị không bị đau đớn hoặc mệt mỏi à? Nếu có thì nhờ đồng tu. Có thể làm cho nhau. Quý vị cũng được điểm luôn. Cách nào cũng rất là tiện lợi. Quý vị giúp nhau đồng thời được điểm. Chứ không phải mất điểm đâu. Giả sử người này đấm bóp cho người kia được 300 điểm. Rồi quý vị đấm bóp lại cho người này cũng được 300 điểm nữa. Không ai mất gì cả. Người nào cũng được điểm. Hiểu chưa? Dạ, hiểu. Tôi đã nói rồi, quý vị là kho báu của nhau. Phụng sự cho nhau, bởi vì quý vị là thánh nhân, cho nên phục vụ nhau là quý vị được điểm. 2/3 những người trong nhóm này là đẳng cấp thứ 4. Một số ở biên giới của đẳng cấp thứ 5, cho nên quý vị là thánh nhân cao đẳng, hiểu chưa? Thành ra có thể phục vụ cho nhau và được điểm. Không phải ta nói là quý vị nên kiếm điểm, nghĩ tới chuyện đó, nhưng mỗi lần làm như vậy là tự nhiên được điểm. Nếu thành tâm vô ngã thì được nhiều điểm hơn. Nếu không thành tâm, không vô ngã thì được ít điểm hơn, nhưng còn hơn là không được gì. Làm như vậy sẽ thành thói quen. Quen phục vụ người khác. Rồi sau này quý vị làm mà không còn nghĩ tới điểm nữa, rồi sẽ trở thành bản tánh tự nhiên của mình, rồi quý vị trở nên tử tế. Đó là cách để huấn luyện chính mình. Vì đầu óc cũng cần phải được huấn luyện nữa. Quý vị đã biết mình hồi trước như thế nào hoặc bây giờ như thế nào, vì từ lúc sinh ra đời ở hành tinh này, quý vị đã được huấn luyện như vậy. Cho nên quý vị mới trở thành như bây giờ rồi nghĩ rằng mình là như vậy. Nhưng không phải vậy. Quý vị có thể huấn luyện mình lại để trở thành con người có bản chất giàu tình thương và lòng tử tế. Một số quý vị từ cảnh giới cao hơn xuống đây, không phải từ cảnh giới Atula hoặc vật chất, hiểu chưa? Quý vị đã tử tế, giàu tình thương, nhiều lực lượng và có đạo tâm. Bây giờ sinh ra ở đây, quý vị lại quên đi. Quý vị bị mọi người tấn công tới tấp bằng những điều phủ định. Huấn luyện quý vị làm cái này, cái kia, cái nọ, cho nên bây giờ quý vị cần phải huấn luyện trở lại, có vậy thôi. Thành ra nếu tôi có sửa lỗi cho quý vị là vì muốn loại trừ thói quen đó của quý vị, không phải tôi loại bỏ quý vị, mà là thói quen xấu giống như ung thư đang phát triển trong người quý vị, hiểu chưa? Quý vị bị thương đâu đó. Tôi chỉ làm cho hết hoặc giải quyết vấn đề. Có người tôi chỉ làm nhẹ thôi vì vết thương nhỏ, khối u còn nhỏ. Có người tôi phải làm mạnh hơn vì khối u lớn hơn, nguy hiểm hơn. Không phải là bề ngoài, không phải do câu hỏi của quý vị, thậm chí cũng không phải do cử chỉ của quý vị, mà là những gì ở bên trong tạo ra cử chỉ đó. Tôi đang điều chỉnh vấn đề đó, nhưng quý vị không thấy như vậy.
quý vị không thấy được. Tôi đã nói rồi, hình dáng bên ngoài gạt người ta, nhưng không gạt được tôi. Cho nên đôi khi quý vị không biết người đó hoặc quen rất thân với người đó, quý vị nghĩ anh ấy dễ thương vậy mà tại sao sư phụ lại la rầy? Không đâu, quý vị không biết nhìn người. Quý vị thật tình không biết, đằng sau nụ cười là một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn, một lịch sử sâu dày, nghiệp chướng nặng nề. Thậm chí quý vị cũng không biết người đó từ đâu tới. Tôi biết có nhiều người từ địa ngục lên thẳng trên đây, mới đây thôi. Không phải trong số quý vị ở đây, mà trong số đệ tử của tôi, ôi, có những người họ là thứ thiệt. Có những người cũng là từ địa ngục lên, sau đó trở thành thú vật, rồi xuống địa ngục trở lại, rồi lại thành thú vật, rồi làm người, rồi trở lại làm sư tử, rồi trở lại đây, và được tâm ấn. Chỉ vì kiếp trước, họ đã làm hại tôi sau đó, rồi bây giờ thậm chí nhờ vậy mà họ được có duyên với tôi và tôi phải giúp họ, nhưng công việc đó cực khổ vô cùng, nhưng họ vẫn được độ. Nếu gặp người này, người nọ, quý vị sẽ không bao giờ biết được. Đôi khi quý vị còn thấy họ ở cạnh tôi, lái xe cho tôi. Tôi không ý nói quý vị, ý tôi là họ đã ở gần tôi một thời gian nào đó, thấy dường như tôi đặc biệt thích họ, hoặc là để ý thương yêu họ rất nhiều. Nhưng đừng nghĩ rằng họ là người có đẳng cấp cao. Tôi không có ý nói tất cả những người đó đều là như vậy. Tôi không muốn nói người đó là ai. Tôi không muốn nói. Nhưng giả sử một ngày nào đó vì duyên cớ gì đó quý vị đặt câu hỏi có liên quan tới thì lúc đó có thể quý vị sẽ biết, nhưng tôi sẽ không nói. Đừng nghĩ rằng tất cả những người chung quanh tôi đều như vậy. Như vậy cũng không đúng. Và không phải tất cả những người như vậy đều ở chung quanh tôi, nhưng tôi biết, quý vị không biết người nào. Ôi trời ơi, có những người nghiệp chướng thật nặng nề, vì nếu ai làm hại một vị Bồ Tát, A-la-hán, một vị Phật, thánh nhân, họ sẽ bị đày xuống địa ngục vĩnh viễn. Kinh Phật gọi đó là địa ngục A-tỳ, địa ngục vô gián. Nhưng tôi vẫn phải giúp họ, vì một khi họ đã có duyên với tôi, dù đó chỉ là duyên hại tôi, chứ không phải là giúp. Nhưng vì người đó mà tôi phải chịu đau khổ rất nhiều để trao đổi. Bằng không họ không sao có cơ hội. Đừng cố tình hại tôi để có duyên với tôi. Như vậy rất xấu, xấu cho cả hai bên. Nhưng không sao, không phải quý vị đâu, quý vị không sao. Quý vị là thánh rồi, muốn hại tôi để làm chi, đúng không? Điều đó khác. Thời đại, lúc đó rất đen tối. Có những nơi tôi sinh ra lúc đó vào thời đại đen tối của lịch sử. Chẳng hạn như thời Chúa Giê-xu hay những thời đại khác. Ở Âu Châu, thậm chí dù bây giờ chúng ta rất văn minh, nhân từ, nhưng trong lịch sử cũng có những giai đoạn tâm tối. Tôi từng là minh sư ở 5 quốc gia Âu Châu, 5 lần trong 5 quốc gia khác nhau. Trong số đó có Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh. Không biết quốc gia nữa là gì, bây giờ đã đổi tên rồi. Thôi không sao. Đó là 400 năm quốc gia. Các quốc gia hiện giờ là Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha. Còn quốc gia kia tôi phải xem lại vì hồi đó nó mang tên khác. Cũng ở Âu Châu, 5 lần. Cũng ở Trung Hoa, dĩ nhiên rồi. Âu Lạc Việt Nam là lần đầu tiên. Vì cha mẹ tôi là nhân viên làm việc cho tôi 200 năm về trước. Vì tôi tử tế với họ, cho họ quá nhiều nên họ cần trả lại tôi như vậy. Tôi mượn cớ đó để xuống đất nước Âu Lạc Việt Nam. Bằng không, rất khó cho tôi để chọn cha mẹ nếu quý vị không có duyên, hiểu không? Họ phải nợ tôi hoặc tôi nợ họ gì đó. Tôi đã ăn sáng rồi, lý do là vậy. Quý vị biết sư huynh này đây, tử tế vô cùng. Cứ có dịp là anh ta lại nói, ồ, chúng con có bữa sáng, chúng con có bánh mì kẹp thuần chay và bánh mì nướng, mới nướng thuần chay, ngày nào chúng con cũng pha cà phê. Con mang cho sư phụ dùng được không? Tôi nói được rồi, mang lại đây. Anh ta mang tới từ 9 giờ sáng rồi để ở đó, nhưng tới bây giờ tôi mới ăn. Tôi không cảm thấy muốn ăn. Nhưng một khi tôi phải dậy để họ dọn phòng, rồi nhìn thấy thức ăn trên bàn,
Trông cũng ngon nên tôi ăn. Tôi khát nước từ hôm qua. Thức ăn hôm qua mặn quá. Hãy hỏi những câu hỏi nào hay để quý vị có thể học hỏi. Đặt câu hỏi là điều tốt để tôi có thể giải thích cho quý vị, vì tôi không biết quý vị cần biết điều gì. Tôi cũng biết được, nhưng tôi không ngồi đó mà kiểm hết đầu óc của quý vị. Tôi có những việc khác phải làm. Thành ra quý vị hỏi tôi thì tôi mới nói được. Không sao, hỏi gì cũng được. Sư phụ ơi, ở đây ạ. Cứ nói, hôm nay có ai đó về. Cô ấy muốn hỏi vì sao mà ma vương tấn công người này nhiều hơn người kia. Không phải ma vương tấn công người đó, mà là người đó ở đẳng cấp thấp, rất thấp. Vấn đề là như vậy. Thí dụ, đây là đẳng cấp thứ ba. Đây là đẳng cấp thứ hai. Một số quý vị lên tới đây rồi. Một số hay còn ở trong đây, ở giữa. Hiểu chưa? Dạ, nếu ở giữa đây, quý vị vẫn an toàn. Nếu ở giữa chỗ này thì quá gần ma vương. Nên quý vị vẫn luôn luôn bị ảnh hưởng. Biên giới rất lớn, chứ không phải chỉ có một làn ranh. Cho nên nếu ở quá gần ma vương, quý vị dễ bị ảnh hưởng. Có khi quý vị làm việc cho tôi, có khi làm việc cho chúng, giống như gián điệp hai mang. Vấn đề không phải là họ đang làm gì ở đây, nhưng nếu không đủ cao, họ sẽ gây bất hòa giữa chúng ta. Không phải cho riêng tôi, mà đôi khi còn cho quý vị nữa ở bất cứ nơi nào trong nhà. Một khi hòa khí bị mất đi, ma vương có thể lẻn vào, thế là tất cả chúng ta phải rời đi. Hiểu tôi không? Dạ hiểu, tôi không muốn bảo ai rời đi cả. Nhưng thà bảo một hai người còn hơn là bảo tất cả quý vị rời khỏi đây. Bây giờ đã hiểu chưa? Dạ hiểu. Có câu hỏi nào nữa không? Sư phụ xin kể cho chúng con nghe về cuộc bế quan của ngài đi. Bế quan của tôi như là gì? Anh muốn biết gì về cuộc bế quan? Sư phụ thiền bao lâu và... Bao lâu à? Suốt ngày, suốt đêm trong hang động, giống như quý vị vậy. Vì con không biết chuyện đó. Con không có ở đây hôm đầu tiên. Được rồi, tôi không muốn nói nhiều về chuyện này. Hôm đó cũng không có nói nhiều. Có không? Dạ không. Tôi nói rằng hang động rất lạnh. Lại đúng vào mùa đông. Dạ, khoảng 10 độ âm. Và phần đông là vậy hoặc lạnh hơn. Dạ. Nước trong xô để ngoài hang động đóng thành tảng nước đá to. Nước đá ngồi đó, tôi ngồi đó, hai bên nhìn nhau, không nhúc nhích. Nhưng tôi cử động nhiều hơn nước đá. Đôi khi tôi đi ra ngoài, không có gì để kể, tôi chỉ thiền thôi. Dạ, trên núi không có ai chung quanh. Có mấy chú dê, heo rừng và chim chóc thỉnh thoảng tới. Không có gì để kể, tôi chỉ ngồi thiền. Sư phụ ngồi thiền như vậy bao lâu ạ? Từ lúc tôi không gặp quý vị. Ô, tuyệt. Từ khi tôi gặp quý vị lần cuối cùng, nhưng có lúc tôi phải đi ra ngoài, có thể vì visa hoặc vấn đề gì đó. Dạ. Vì tôi còn phải lo cho người khác. Tôi phải đi ra ngoài ký giấy tờ ngân hàng, xử lý ngân phiếu hoặc làm gì đó. Công việc vẫn tiếp tục. Nhưng đa số nếu không có việc gì làm, thì tôi tới đó thiền suốt ngày, suốt đêm. Không phải lúc nào cũng ở trong hang, nhưng lần cuối cùng là ở trong hang. Lần cuối cùng gần đây nhất là trong hang, tôi từ hang động tới thẳng đây. Dạ, vì ở trong hang động ấm hơn. Dạ, bởi vì trong hang động lúc nào cũng khoảng 1 độ hoặc 0 độ, nhưng bên ngoài giống như vậy. Nó không phải là một căn phòng như vậy. Nó hở chỉ có đằng sau và mấy che thôi như vậy. Dạ, nó dài nếu tôi để nước ở đó. Dạ, một bình nhỏ thì nước không đông. Nhưng nếu để bên ngoài, chỉ vài bước thôi là đâm thành đá. Dạ, một tảng nước đá lớn. Dạ, đập không bể. Thế là tôi chỉ ngồi đó đợi nó tan. Nếu nước đá không tan, tôi lại đi trở vô ngồi tiếp, rồi đi ra coi. Chưa tan. Được chưa? Không có chuyện gì để kể. Tôi ăn mỗi ngày một lần. Hoặc không ăn, tùy theo. Nếu đói bụng thì tôi ăn chi đó, nếu không đói thì tôi không ăn. Thỉnh thoảng, có người mang thức ăn tới ngày một lần. Nhưng sau này rắc rối quá. Ma vương tấn công anh ta.
Anh ta tới sớm hoặc quá trễ quá gây phiền phức cho tôi nên tôi không cho mang nữa. Cho nên có gì ta ăn nấy, thức ăn lạnh sao cũng được. Nhân đây sư phụ nói về Ma Vương. Chúng ta có thể nào nói về đề tài đó một chút được không ạ? Không cần phải nói về Ma Vương để làm gì, Ma Vương chỉ có xấu thôi sao? Ý con là cũng phải có một chút gì đó tốt chứ không, ta đã nói là hắn đến từ địa ngục để dụ người ta xuống lãnh thổ của hắn. Có nói hôm qua phải không? Dạ. Nhưng hắn chỉ thắng khi nào gạt được mình thôi. Phải. Ý con nói là hắn đánh lừa người ta, hắn nói vào tai quý vị. Nhưng chuyện là hắn phải bảo đảm hoàn trả tiền lại có phải không ạ? Cái gì? Hắn phải bảo đảm hoàn tiền lại. Không, dĩ nhiên hắn là người địa ngục, hắn không quan tâm. Nhưng như vậy không công bình vì không ai có thể xét xử hắn. Cùng lắm là hắn bị xuống địa ngục nhưng hắn đã ở đó rồi. Cho nên quý vị không nên tới đó, vậy thôi. Vì lý do đó mà tôi cho quý vị những giới luật. Vì lý do đó mà tôi có mặt ở đây để nói cho quý vị biết không, con đường đó không đúng, không tốt, đường này tốt hơn. Nhưng hắn lừa gạt rất vi tế. Tôi biết, nếu nhìn vào không thể nào so sánh giữa phẩm chất tốt của Thượng Đế và những gì mình lấy từ Ma Vương, không thể nào so sánh. Nhưng cách lừa gạt của Ma rất là vi tế, tôi biết. Trước khi mình biết, trước khi mình nhận ra thì đã lỡ lầm rồi. Trước khi biết được thì mình đã làm gì đó rồi, rồi mình lại vướng vào bẫy nữa, tôi biết. Rồi mang trong lòng cảm giác mất mát. Tôi biết, nhưng đừng lo, lực lượng minh sư ở đó để bảo hộ quý vị, giúp quý vị phải không? Dạ. Quý vị bị mất rồi lại được nữa, đừng lo, còn hơn là không bao giờ được gì cả. Cứ mất mát hoài, rồi phải trở lại trả nợ cho hắn. Và bởi vậy tôi mới cho quý vị những giới luật và con đường để đi, để quý vị đừng tạo thêm nợ nần trong tương lai. Còn nợ cũ thì tôi trả. Vì vậy, minh sư phải chịu khổ để cân bằng cho quý vị. Dạ. Được chưa? Dạ. Còn gì nữa không? Thật ra con có vài câu hỏi nữa, vừa nãy xin, nhưng con hỏi đi, đừng lo. Ngày mai con sẽ viết ra rồi nói sao? Tại sao vậy? Bây giờ nói không ra sao? Dạ không. Con nghĩ nếu người khác nói. Rồi nếu có ai đặt câu hỏi và nếu con nhớ. Rồi quý vị nhớ ra. Được, tốt. Dạ đúng như thế. Đúng vậy. Bình thường tôi viết ra tất cả nhưng tôi cũng quên luôn. Thật ra cũng không có gì quan trọng. Tôi đã nói cho quý vị nghe những điều quan trọng nhất rồi. Con không có ở đây. Mới tới ạ. Cô không có ở đây thì sau này coi băng. Dạ. Quý vị không hỏi cũng được. Chúng ta phải làm gì để thời đại hoàng kim đến mau hơn, ngoài việc phục vụ lẫn nhau ạ? Nó đã xảy ra rồi, nhưng hiện giờ chỉ dành cho quý vị thôi. Quý vị làm cho đời mình hạnh phúc. Thời đại hoàng kim đã đến rồi. Chỉ còn lo dọn dẹp thôi. Câu hỏi hay, rất cao thượng. Tôi thích khi có người có ý kiến hay. Không phải ý kiến hay mà là cao thượng. Quý vị có biết mới đây có cuộc thi ca khúc truyền hình Âu Châu không? Dạ biết, cho trẻ em. Tôi tình cờ xem chương trình đó. Vì tôi mới từ hang động ra và chương trình đó cũng đang chiếu, họ cho tôi biết. Và tôi nói tôi xem vì chương trình dành cho trẻ em. Tôi muốn xem thỉnh thoảng họ làm gì ở thế giới này. Cô bé từ Tây Ban Nha được giải nhất. Quý vị biết chứ hả? Cô bé đó rất dễ thương, bài hát đó rất vui, nhưng đều nói về vật chất. Còn bài hát từ Anh Quốc tôi nghĩ là hay nhất. Nhưng lại không thắng, chỉ được giải nhì. Bài hát Tây Ban Nha đoạt giải nhất. Tôi công nhận cô bé là một nghệ sĩ. Cô bé là một nghệ sĩ giỏi, trình diễn hay. Rất vui và dễ thương, khá lắm. Một cô bé ngoan. Nhưng bài hát đó toàn là về vật chất, như nói về thiếu nữ. Chúng em cần tô son điểm phấn, chúng em muốn nước hoa, sao lại không? Em thích mặc quần áo, sao lại không? Sau khi làm việc vất vả, các cô gái chỉ muốn vui chơi, không sao, như vậy cũng được. Không có hại gì, rất hay. Cũng tốt, cô bé đó chỉ mới có 11 tuổi, chỉ muốn vui đùa, cho nên nó nói về phụ nữ. Phụ nữ thích gì, cho nên có thể vì vậy mà họ bình chọn bài hát đó. Đa số nữ giới coi chương trình này, hoặc trẻ em vì thành niên nên họ mới bầu cho cô bé đó. Vì vậy mà cô bé đó đoạt giải. Tốt, tôi không nói gì đến chuyện đó. Bài hát đó hay, cô bé rất vui. Tôi chấm tài năng của cô bé. Cô bé rất có tài, xứng đáng được nhận giải. Nhưng về lời ca, thì tôi nghĩ bài Ở Anh Quốc là số 1. Vì cô bé đó mới 14 tuổi mà đã có lý tưởng cao thượng. Cô bé nói về hòa bình thế giới, về một tương lai tốt đẹp.
và loài người hạnh phúc bên nhau. Một bài hát rất lạc quan, cao thượng. Tôi muốn bầu cho cô bé đó. Nhưng quý vị thấy đó, thế giới này đa số vẫn... Dù tôi đã nâng họ lên biên giới của đẳng cấp thứ ba, nhưng họ vẫn còn thiên về vật chất, cho nên chúng ta vẫn phải dùng phương cách vật chất để giúp người. Vì lý do đó mà họ bầu cho bài hát kia, bài nói về trang điểm. Bài đó tên gì? Thà chết còn hơn đơn giản. Được rồi, thà chết còn hơn đơn giản. Đó là những gì cô bé nói, đơn giản. Nghĩa là cô bé cần trang điểm, cần nước hoa. Cô bé nói thoa nước hoa Chanel số 4, dù không có hiểu đó. Nhưng cô bé vẫn nói em sẽ mua nước hoa Chanel số 4, nó rẻ, sao lại không? Cũng vui, bài hát đó rất vui nhộn, có tính cách giải trí. Cô bé đó rất có tài, tôi thích ban nhạc đó lắm. Tôi yêu thương họ, tôi thích bài hát đó và cô bé mọi thứ, nhưng nói về lý tưởng cao thượng. Hợp với tương lai và thời hoàng kim. Thì bài hát đến từ Anh hay hơn. Nhưng cô bé đó cổ điển quá. Cô bé đàn dương cầm hát chậm chậm, lãng mạn này nọ. Còn cô bé kia cùng với cả ban nhạc trình diễn rất sôi động. Dĩ nhiên, giải trí thì rất tốt. Với mục đích giải trí thì được. Bầu cho cô bé đó cũng công bình. Nhưng đối với lời ca, lý tưởng cao thượng, cô bé 14 tuổi kia cho tôi ấn tượng nhiều hơn. Mới 14 tuổi thôi mà đã quan tâm đến nhân loại và tâm linh hơn những người lớn tuổi, thậm chí hơn cả một số quý vị. Lời ca cô bé cất lên có lẽ xuất phát từ trái tim. Không ai có thể viết một bài hát như vậy mà không biết gì về điều đó, mà không mang cảm giác đó. Cho nên cô bé rất cao thượng, rất cao cả. Tôi vô cùng hâm mộ, cảm phục. Dĩ nhiên là tôi không bầu cho ai vì dù sao cũng trễ rồi, không bầu được, nhưng tôi rất thích chương trình đó. Trẻ em thật dễ thương, những trẻ em từ 18 quốc gia. Có nhiều hơn, nhưng họ chỉ chọn 18 đứa giỏi nhất, rồi trong 18 đứa đó họ chọn 3. Và cô bé Tây Ban Nha giải nhất, nước Anh giải nhì, tôi nghĩ vậy. Còn ai giải 3? Một cậu bé hát bài hát gì đó về mẹ. Có phải không? Không ai biết à? Quý vị còn dở hơn tôi. Tôi là rừng mà còn biết. Văn minh kiểu gì mà không biết? Chuyện gì xảy ra gần đây? Thôi được rồi. Tôi chỉ vô tình biết mà thôi. Cho nên dù thế giới của chúng ta vừa được nâng lên đẳng cấp thứ ba hầu như gần hết, vậy mà người ta vẫn còn nắng ná ở đó, cũng như những người ở đẳng cấp thứ hai hoặc thứ ba ở đây. Nếu họ ở trên đây thì họ gần đẳng cấp thứ ba hơn. Nếu ở chỗ này thì họ vẫn còn một chút ở đẳng cấp thứ hai. Thế giới thứ hai vẫn còn trong cảnh giới phủ định, vẫn còn thiên về vật chất. Như vậy, để cho quý vị thấy là chúng ta vẫn chưa theo kịp từ trường tâm linh. Bài hát họ bình chọn đã tượng trưng cho điều đó rồi. Trang điểm không có gì là sai cả, nhưng nếu thích như vậy, hơn là lý tưởng cao thượng, thì chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Đa số những người được tôi nâng lên, họ ở chỗ này. Biên giới giữa cảnh giới thứ ba và thứ hai, cảnh giới thấp hơn ở đây. Nếu họ tốt thì từ từ họ sẽ đi lên. Nhưng ở đây là được tự do rồi. Lực lượng phủ định không thể nào kéo họ xuống được nữa. Nhưng họ không giống như các thánh nhân cao đẳng. Họ chỉ là những linh hồn tự do. Còn đối với quý vị thì tôi kỳ vọng nhiều hơn vậy. Tôi đã nói rất nhiều lần, viết rất nhiều thư. Ngay cả lúc ngồi trong hang động tôi cũng phải viết thư cho quý vị. Bảo quý vị, các con làm ơn đi ngồi thiền làm cái gì đó. Không chịu nghe, vẫn lẩn quẩn chuyện kiếm tiền, tìm bạn gái, bạn trai, bất cứ gì. Không chịu làm theo lời tôi. Nếu người nào cũng làm theo lời tôi nói, thì cho dù họ ở đẳng cấp Atula, lúc được tôi truyền tâm ấn, tất cả bây giờ cũng đã lên cảnh giới thứ ba. Tôi đã nói rồi, cứ tin đi. Cho nên, bây giờ nếu người nào vẫn còn ở lại phía sau, đó là lỗi của họ.
có rất nhiều sự gia trì, rất nhiều quà cho họ mà họ không chịu sử dụng. Họ lãng phí tất cả vào đủ thứ chuyện ngoại trừ chuyện tu hành. Vì thế mà họ vẫn cứ quanh quẩn ở đó. Bất cứ ai, ngay cả những người từ địa ngục cũng được tôi nâng lên. Có một người từ địa ngục, người đó đã đâm giáo vào Chúa Giê-xu khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Người đó đã lên đẳng cấp thứ ba rồi, có nghe không? Anh ta từ địa ngục lên. Bị đà địa ngục mấy ngàn năm, thậm chí đã từng làm kiếp sư tử, vừa mới từ kiếp sư tử lên, vẫn còn bản chất sư tử bên trong mà đã lên đẳng cấp thứ ba rồi. Người quất roi hành hạ Chúa Giê-xu cũng đã lên đẳng cấp thứ ba. Quý vị không biết gì ngoài mặt vật chất và tình cảm. Quý vị chỉ trau dồi về mặt tình cảm, tinh thần hay thể chất, chứ không trau dồi về phương diện tâm linh, nên quý vị không biết. Quý vị nghĩ người đó dễ thương, thật ra có thể kiếp trước họ là kẻ thù của quý vị. Quý vị nghĩ người này thân thiện quá, mới kiếp vừa rồi họ là sư tử, thí dụ vậy. Quý vị không biết gì cả, quý vị mù, điếc, câm. Thật vậy, thật sự là như vậy. Hiểu chưa? Có ai không hiểu không? Nếu quý vị không đi với tôi thì quý vị đi chung với ma, dù quý vị là liên lạc viên hoặc không phải liên lạc viên, dù làm việc siêng năng tới mức nào, dù ngoài mặt ra sao, quý vị vẫn theo ma vương. Lực lượng phủ định, đó mới là vấn đề. Bất cứ gì ở dưới đẳng cấp thứ ba đều là ma. Dù ở biên giới cũng không chắc chắn. Một bước qua đây là ma vương, một bước qua đây là minh sư, ma vương, minh sư. Thành ra quý vị phải lên cao, hiểu chưa? Bằng không sẽ không gặp được tôi. Trước kia tôi hoàn toàn vì đại chúng. Khi đi thuyết pháp, tôi không thể nói rõ người này, người kia không được. Đương nhiên là họ có cơ hội để vào nghe, nhưng họ phải là những gì họ muốn. Giống như quý vị ghi danh vào đại học, có thể điểm của quý vị thấp và giáo sư cho quý vị lên lớp, nhưng quý vị phải học hành, siêng năng để theo kịp, để làm một sinh viên giỏi. Không thể lúc nào cũng chậm chạp ở đằng sau hoài làm phiền người khác khi giáo sư đã giảng điều gì đó. Quý vị lại hỏi về chuyện khác ở bậc tiểu học hoặc tương tự như vậy, làm mất thời giờ của giáo sư và mọi người. Hiểu chưa? Dạ, hiểu. Giờ có ai thắc mắc gì không? Nói đi. Tại sao Ngài lại đến Hungary? Vì chúng con mong chờ Ngài đã lâu, tôi biết, và cũng rất nhiều lần, ngạc nhiên. Tất cả quý vị đều thành tâm tinh tấn. Cũng vì trung tâm đã ở đây rồi, thì chúng ta sử dụng. Như vậy rất dễ. Giả sử tôi muốn đi Pháp, nhưng quý vị chỉ có một căn nhà nhỏ để tọa thiền thì tôi không thể làm như vậy được. Mặc dù quý vị thành tâm, nên tất cả những yếu tố phải đi chung với nhau. Cô là người Hungary à? Dạ không, xin lỗi. Con từ Slovenia. Dạ phải, nhưng chúng con đã đến đây nhiều lần rồi. Tôi biết. Đồng tu Slovenia lúc này ra sao? Tốt hơn là con nên hỏi Ngài. Tại sao? Tôi không biết. Cô nói đi, cô nói trước. Con nghĩ là chúng con đều tốt đẹp. Con nghĩ chúng con vừa mới có được một trung tâm ở thủ đô Lubsana. Vậy à? Căn nhà một tầng đó, nhiều người sẽ góp tiền cho trung tâm đó. Để trả cho căn nhà đó, và để trả tiền thuê. Chúng con còn có một nhóm cộng tu ở Maribor. Từ lần truyền tâm ấn vừa qua, chúng con có một nhóm ở Senji. Bao nhiêu người? Ở Senji con nghĩ khoảng... Không nhiều à? 10 người. Dạ không, 8, 10 người. Tôi chỉ đến đó có một lần. Tôi sẽ không bao giờ quên quốc gia của quý vị. Đó là lần đầu tiên tôi lái xe số sàn chứ không phải xe số tự động. Tôi sẽ không bao giờ quên. Cô không cần phải đánh vần tên thủ đô của cô vì tôi nhớ rất rõ. Tôi chưa bao giờ học cái lái xe số sàn. Thậm chí lái xe số tự động, tôi cũng không lái được. Đừng nói chi đến xe số sàn. Tôi vừa mướn được xe thì anh chàng nói cô làm như vậy rồi lái. Tôi nói không được. Tôi không làm vậy được, thậm chí xe số tự động tôi cũng chưa bao giờ lái xa như vậy. Cho nên tôi muốn vào để khiếu nại
và lấy một chiếc xe số tự động nhưng tao nói không có chiếc nào. Tao nói thôi được, tao nghĩ mình sẽ trả lại xe cho họ, rồi đến một hãng khác đâu đó. Nhưng có vài đồng tu đến gọi, sư phụ, sư phụ. Thế là tôi bỏ chạy. Không biết bằng cách nào mà tôi đã lái chiếc xe đó đến tận thủ đô. Dĩ nhiên có nhiều lần xe dừng trên đường cao tốc. Lúc nào tôi cũng xin lỗi mọi người. Xin lỗi, xe có vấn đề, xin lỗi. Trên đường cao tốc. Quốc gia đó nhỏ, nhưng đường cao tốc lại còn nhỏ hơn nữa. Đường giao thông hai chiều, xe chạy rất nhanh. Đường cao tốc mà, thấy giống như vậy. Lần đầu tiên tôi lái một mình. Một chiếc xe số sàn mà tôi chưa quen dùng đến. Cả đời tôi chưa lái xe số sàn bao giờ. Thôi hiếm khi nào lái. Tôi không lái xe nhiều, ngay cả xe số tự động, nhưng chiếc xe này, tôi không biết là xe Volkswagen hay loại xe gì, xe số sàn và tôi không biết phải làm gì. Mỗi lần tôi muốn sang số, nó chết đứng ngay giữa đường. Tôi lúng túng khoảng nửa tiếng đồng hồ để nhớ lại phải làm gì. Rồi tôi lại lái đi. Mỗi lần có gì đó tôi phải dừng lại, vậy là xong. Nếu tôi đạp thắng, cả chiếc xe đều ngừng lại. Rồi tôi phải tìm cách để làm cho nó tiếp tục chạy. Nên lúc nào tôi cũng bật đèn khẩn cấp. Để mọi người biết, đừng đụng vào xe này, đừng đến gần. Tôi quá bận rộn để tìm cách phải làm gì, lúc nào cũng một bên suy tính. Còn một bên thì nói xin lỗi, xe hư. Nhưng người Slovenia vô cùng lịch sự và dễ thương. Thậm chí họ không dừng lại để hỏi chuyện gì. Họ chỉ mỉm cười rồi lái đi, để lại tôi một mình. Ôi chà, nói về chuyến thám hiểm. Không phải ở Phi Châu mà là ở Slovenia. Chuyến thám hiểm lớn nhất của tôi. Tôi không bao giờ lái xe cả. Từ lúc trẻ tôi đã không bao giờ lái. Tôi không lái, tôi có xe gắn máy nhưng không bao giờ thật sự cần phải lái xe hơi. Tôi đã không có bằng lái xe cho đến khi may mắn có được. Rồi, ôi trời ơi, chuyện lạ bốn phương tôi không biết bằng cách nào nhưng tôi đã lái đến khách sạn. Chỉ tới đó thôi, không xa hơn. Tôi hỏi thăm khách sạn nào gần nhất. Khách sạn nào gần nhất thì tôi dừng lại ở đó. Tôi đậu xe khóa lại rồi đến bàn tiếp tân trong khách sạn. Nói với nhân viên, xin làm ơn gọi người cho mướn xe. Bảo ông ta đến lấy chiếc xe đi. Không có taxi ở sân bay. Tại sao vậy? Không có chiếc taxi nào cả. Vì tôi không nghĩ là... Tôi nghĩ là mình có thể gọi xe taxi ở đâu cũng được, không thành vấn đề. Nhưng hôm đó là một ngạc nhiên lớn. Quốc gia quý vị là một ngạc nhiên lớn. Không có xe taxi. Không có chiếc nào cả. Tại sao không có taxi ở sân bay? Tại sao vậy? Dạ, con không biết. Thường thì có taxi. Chắc đồng tu đón đi hết rồi. Cảm ơn nhiều lắm. Chuyện đó có xảy ra. Vì chúng tôi đi và mọi người cũng đi. Nhiều khi tôi không có chỗ. Vì dụng cụ ghi âm, ghi hình đã tới trước đó họ chất hết lên. Tôi phải xếp hàng dài. Nhiều khi đến lượt tôi thì không còn chỗ nữa. Tôi phải đi chuyến sau hoặc sau đó. Hoặc khi tôi muốn đổi tiền thì đồng tu đã đứng xếp hàng dài ngay trước tôi rồi. Khi đến lượt tôi thì không còn tiền nữa. Khi tôi muốn đặt phòng khách sạn thì đồng tu cũng đã đặt hết rồi. Tôi không còn nơi nào để đi. Mỗi khi tôi muốn đến tiệm ăn thì tất cả đồng tu đều ngồi ở đó. Có một lần chúng tôi đi Kathmandu. Quý vị biết Kathmandu ở đâu không? Dạ, Nepal. Nepal, phải rồi. Gần biên giới Ấn Độ. Tôi tới đó và muốn bay chuyến hôm sau. Bởi vì tôi bay từ quốc gia này sang quốc gia khác vào ngày kế tiếp. Tôi ra sân bay có vé sẵn rồi. Nhưng họ nói xin lỗi bà, cả chuyến bay đầy hết rồi, bà không đi được. Tôi biết đó là do đồng tu, vì tôi thấy họ ngồi chung quanh sân bay rồi. Tôi nói tôi phải đi, làm ơn. Tôi không thể nói với họ. Họ có thể thấy hình của tôi nhưng vẫn trả lời không được, xin lỗi, bà không thể đi, chuyến bay đã đầy rồi.
Có thể bà phải đợi đến ngày mai. Ngày mai? Nếu tôi bay ngày mai, thì những người bay chuyến này có tác dụng gì? Nhưng tôi không thể nói vậy. Tôi không thể nói với họ. Nhìn đây, nếu tôi không đi thì tất cả người này cũng không đi. Tôi là minh sư. Tôi không thể nói gì cả. Giống như là phi công vậy. Máy bay bị trì hoãn vì họ không để phi công xếp hàng ở đằng sau lên phía trước. Nên ông ta nói, nếu không cho tôi đi thì chuyến bay sẽ bị trì hoãn lâu hơn vì tôi là phi công. Nhớ không? Nhớ chuyện vui mà tôi đã kể nghe không? Chuyện xảy ra tương tự vậy, tôi cứ nài nỉ họ mà không được. Bởi vì máy bay thật sự đã hết chỗ. Vì đồng tu có thời giờ nên sáng sớm họ đã ra sân bay, họ đã đặt hết vé từ ngày hôm qua. Họ có người đặt giùm và giúp đỡ lẫn nhau. Còn tôi thì không có ai vì tôi đi một mình. Nên tôi chỉ có thể tự đặt cho chính mình. Khi tôi đến đó thì đã trễ rồi, mọi người đã giúp nhau đặt vé hết. Nhưng sứ giả Quan Âm khác. Tôi có cải trang một chút. Và anh ta ngồi ngay trước mặt tôi. Tôi nói đi chỗ khác. Đừng có ở đây, đi đi. Anh ta trả lời cái gì? Tôi ngồi ở đây mà. Anh ta là một trong những người trong nhóm quay camera. Ngồi ngay trước mặt tôi với tất cả dụng cụ thu hút mọi chú ý. Tôi lại muốn vô danh, đó là vì sao tôi đang điểm khác và mang tóc giả. Để mọi người không nhận ra. Để đồng tu không đến quấy rầy tôi nhiều tại sân bay. Nhưng anh ta lại ngồi ngay trước mặt tôi với cái dù máy quay phim lớn. Mọi thứ đều là dụng cụ rất đắt tiền. Rồi ngồi ở đó như là chủ nhân của cả quốc gia. Tôi nói anh đi đi, đi chỗ khác. Không. Cái gì? Tại sao? Anh ta cãi và la lại tôi. Tôi nói đừng có la, đi đi. Mày là một sứ giả Quan Âm khác. Đến và đưa anh ta cùng tất cả dụng cụ đi chỗ khác vì anh ta vẫn không nhận ra tôi. Cảm ơn Thượng Đế, nhưng nếu anh ta cứ la hét thêm nữa thì mọi người sẽ biết. Ôi, tôi nói cho quý vị hay. Không dễ gì đi gặp quý vị. Còn khó hơn là gặp vua và nữ hoàng của quốc gia quý vị. Còn nhiều chuyện khác nữa tôi quên rồi. Do dù tôi mang theo một thị giả, người đó cũng gây trở ngại vì ma vương sẽ dùng họ. Để tôi kể cho quý vị nghe, tôi mang hai cái túi xách tay nhỏ. Tôi lên khoang hạng nhất. Còn cô ta, vì ghế hạng nhất đã hết nên tôi chỉ lấy một vé cho tôi. Không phải vì tôi muốn, nhưng như vậy được riêng tư hơn trên đường đi hoàng pháp. Như vậy tốt hơn cho tôi nên tôi lấy vé đó. Ồ, không phải, ghế hàng thương gia họ không còn ghế hạng nhất, còn ghế của cô ta phía sau. Thật ra cô ta là người đặt vé cho tôi. Tôi ngồi đó với hành lý của mình. Tôi có thể mang theo nếu chỉ đi một mình. Tôi chỉ có một hành lý, còn cô ta cũng có một cái. Cô ta mang một túi xách tay, chúng tôi không mang theo gì nhiều. Khi chúng tôi lên máy bay, người thị giả lấy hành lý của cô ta để lên khoang hạng nhất. Ý tôi nói là khoang hạng thương gia. Nhân viên nói hành lý của tôi bây giờ nhiều quá, như vậy là tôi có hai túi xách nên phải ra ngoài và ký gửi hành lý. Tôi nói không được, xin cho tôi để ở đây hoặc để ở đó. Không, không được. Rồi thì bắt đầu tranh cãi. Ôi, cả khoang nhìn tôi như là một người kỳ quái. Nhưng từ lúc đầu hành lý của cô ta đáng lẽ không nên để ở đó. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Tôi nói nhưng cô ta ngồi ghế hạng phổ thông hay là để dưới đó? Không được. Họ không cho, đại khái vậy. Nếu cô ta không có ở đó thì tôi để hành lý của mình và không bị rắc rối gì. Quý vị hiểu chưa? Cho nên giúp đỡ tôi không phải lúc nào cũng là cách tốt. Vì vậy thường thì tôi đi một mình. Đôi khi có vài người tôi nhân tiện mang theo, vậy thôi. Bất cứ ma nào cũng sẽ dùng họ để tấn công tôi vì đẳng cấp họ thấp hơn. Lúc nào cũng vậy, đó chỉ là một trong những thí dụ thôi. Quý vị không biết họ thế nào đâu, quý vị thật sự không biết. Đôi khi có thể tôi khiển trách người nào đó, không phải vì câu hỏi của họ hoặc những điều họ làm mà do rác rến ở bên trong mà họ mang theo. Có thể họ đối xử rất tệ với ai đó ở bên ngoài mà quý vị không biết được và người đó lại là một vị thánh. Hoặc họ làm gì sai nên mang nghiệp nặng. Quý vị không biết. Quý vị khó mà biết được vì họ nhìn không giống như con người thật của họ. Mọi thứ đều bao bọc.
Trong thể xác này nên không ai biết ai. Quý vị không thể nào biết được vì bề ngoài trông họ rất là thân thiện, rất tốt, rất dễ thương. Quý vị không bao giờ biết bên trong có gì hoặc nghiệp chướng gì. Cứ nhớ như vậy và đối xử với mọi người như họ là thánh nhân, như vậy sẽ tốt cho quý vị. Ôi, nói nhiều quá rồi. Có câu hỏi gì nữa không? Con muốn hỏi điều này, cứ nói. Con không chắc là con có nói được không vì con không giỏi tiếng Anh. Cô nói tiếng gì? Dạ, tiếng Đức. Tiếng Đức được không sao? Con nói tiếng Đức được không ạ? À? Tôi sẽ cố gắng hiểu. Nếu không, chúng ta có thông dịch. Dạ. Con trai của con 11 tuổi. Sao? Con có một đứa con trai. Cô có một đứa con trai. Nó 11 tuổi. 11 tuổi. Nó vừa được 11 tuổi cách đây mấy hôm. Nó đã thọ nửa Pháp. Nó ngồi thiền từ lúc 8 tuổi. Chỉ 11 tuổi mà đã thọ nửa Pháp. À, 6 tuổi nó đã ngồi thiền. Nó đã ngồi thiền được 3 năm. Và bây giờ đã tới tuổi đôi khi khó khăn. Cho tới bây giờ, việc ngồi thiền luôn luôn rất dễ dàng. Bây giờ nó không thiền nữa à? Dạ, cháu có ngồi thiền. Nhưng con phải khuyến khích. Nhiều khi con không có sức để làm như vậy. Rồi thì con ép nó một chút. Nên con cảm thấy buồn về việc đó vì con không muốn cháu mất vui. Đôi khi con bảo cháu, con phải ngồi có vậy thôi. Con muốn hỏi nếu ngài ép như thế nào? Áp lực nhiều không? Con nói con phải đi ngồi thiền ngay đi. Không sao. Dạ, không sao. Cô là mẹ mà. Cô có quyền làm như vậy. Thật ra con nghĩ lúc nào con cũng khuyến khích nó, cho nên con nên... Không phải vậy. Đôi khi khuyến khích và đôi khi cũng phải có một chút áp lực. Không sao. Khi con yếu đuối hoặc là âu hoặc khi có nhiều chuyện xảy ra rồi thì không sao, không sao. Nó phải biết rằng cô là mẹ và cô đúng. Đôi khi con không... Không sao, không sao. Có thể sau đó cô cảm thấy hối hận một chút. Thì cô đến gần và bảo nó, mẹ con mình vẫn là bạn mà. Mẹ hơi lo một chút. Mẹ muốn con phát triển trên đường tâm linh. Con tha thứ cho mẹ nha. Mẹ lúc nào cũng thương con. Như vậy không sao, cho nó kẹo và ít tiền mua kem. Rồi thì sẽ không sao, nó biết rằng nếu không ngồi thiền là không được. Như vậy dễ đối xử với nó hơn. Dạ, cháu cũng biết rằng đó là một điều tốt, vì khi có chuyện gì bất thường, thì nó nói mình đi ngồi thiền đi. Thí dụ khi con thỏ của nó bị bệnh, nó lập tức nói, mẹ ơi mình đi ngồi thiền đi. Nó biết rằng điều đó là tốt, nhưng cũng vì lứa tuổi của nó. Dĩ nhiên, thiếu niên mà, khó lắm. Nội tiết tố của nó đang phát triển và xáo trộn cũng hơi khó khăn cho nó. Để thoải mái với chính mình. Không sao, cô đừng gay gắt quá là được rồi. Không sao. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Thật ra tôi không phải là một minh sư, đó không phải là công việc của tôi. Tôi đến để sửa chữa hành tinh này. Chỉ nhân tiện, tôi cho quý vị quá gian về nhà vì tôi đang đi đến đó. Tôi đi ngang qua hướng của quý vị. Ngang qua nhà quý vị. Quý vị nhớ chưa? Giờ biết rồi ha. Dạ, chỉ là một người tài xế. Minh sư là công việc của người ở cảnh giới thứ năm. Nhưng vì phương cách này đã được định sẵn như vậy, nên tôi dùng danh hiệu đó để giúp quý vị. Tôi mượn thân thể, mượn danh hiệu. Tôi chỉ lái xe về nhà và mang quý vị theo. Cho nên nếu họ hỏi, quý vị nói là sư phụ không có đây, như vậy cũng đúng. Dạ. Đừng nghĩ là quý vị nói dối. Quý vị không có nói dối. Tôi không phải là minh sư, tôi không phải là minh sư chuyên nghiệp. Nhưng mỗi quốc gia, mỗi kiếp tôi tới hành tinh này, đôi khi tôi phải dùng danh hiệu đó để làm việc, có khi tôi không dùng. Đương nhiên lúc nào tôi cũng là minh sư, nhưng đó không phải là nghề của tôi. Nhiều khi vì đại chúng, số đông, nên họ gọi tôi là minh sư. Dĩ nhiên nếu tôi dạy họ thiền, thì họ gọi tôi là sư phụ, nhưng không có nghĩa là tôi là minh sư thuộc đẳng cấp thứ năm. Nhưng tôi không tiện nói với quý vị
Ngoài ra quý vị cũng không hỏi, với lại tại sao tôi phải nói với quý vị, dù sao quý vị cũng không tin, quý vị không sao tin nổi. Ngay cả bây giờ có thể một vài quý vị vẫn không tin, vậy thì trước kia nói với quý vị thì có ích lợi gì? Quý vị có tin không? Dạ tin. Vậy tốt cho quý vị. Người kế tiếp, một trong những câu hỏi trở lại trong đầu con nhớ sư phụ có nói là ngôi sao cũng là một chúng sinh, mặt trời cũng là một chúng sinh. Đúng, chúng sinh này sống rất lâu, hàng triệu năm, nhưng cũng có sinh và có tử. Đúng, con có thắc mắc về cảnh giới của sư phụ. Những chúng sinh đó ở ngoài năm cảnh giới đúng không ạ? Vậy là có những chúng sinh đặc biệt sống ở những cảnh giới đó cho mục đích đặc biệt. Đương nhiên họ là những chúng sinh tâm linh thuần khiết. Dạ, họ không dính dáng tới cảnh giới vật chất một chút nào cả. Từ cảnh giới thứ 6 trở lên không còn dấu vết gì của vật chất. Cảnh giới thứ 5 chỉ còn lại 1% vật chất. Dạ. Cảnh giới thứ 6 thì không như vậy, cảnh giới thứ 7 là càng ít hơn. Dạ, cảnh giới thứ 8 thì không có chút nào. Nhưng Ngài có thể tự do làm bất cứ những gì Ngài muốn trên đó, phải không ạ? Ồ, cảm ơn, dĩ nhiên rồi. Tôi nghĩ là tôi đủ tự do, phải không? Dạ. Ý con nói là trên đó nếu Ngài muốn, Ngài có thể tạo ra một chúng sinh khác. Đúng vậy, nhưng tôi không muốn. Mọi việc đã làm xong hết rồi, đừng có mơ tôi đi lên đó. Tôi không cần phải... Không cần phải có ai cả. Dạ. Tôi có 50 hợp đồng, nhớ không? Dạ, nhớ. 50 hợp đồng có khoảng 3 triệu người. Năm mươi hội đồng trưởng và 3 triệu chúng sinh, nhưng họ không có thân thể. Dạ, quý vị chỉ biết là có chúng sinh ở đó nhưng không thấy được. Dạ, không ai thấy được những chúng sinh này bao giờ. Dạ, ngay cả những chúng sinh từ cảnh giới thứ 6, không một ai từ cảnh giới thứ 5 trở xuống có thể thấy họ bao giờ. Dạ, nếu quý vị lên trên đó cũng không thấy ai cả. Dạ. Từ trường tâm linh của họ vô cùng vi tế. Quý vị thấy như một căn nhà trống vậy. Chỉ có ánh sáng, không gì khác. Dạ. Nhưng họ có một điểm chấn động. Đó là một cá thể. Dạ. Ngoài ra không có chúng sinh. Nhưng lại có chúng sinh. Hiểu chưa? Dạ hiểu, con hiểu ý sư phụ. Thậm chí quý vị lên cung trăng. Trên đó đầy chúng sinh. Đẳng cấp thứ 3. Nhưng quý vị không thấy ai. Dạ. Họ chỉ là đẳng cấp thứ 3 thôi. Hoặc mặt trời cũng có nhiều chúng sinh. Đẳng cấp thứ 4, thứ 5 trên đó. Nhưng không ai thấy họ bao giờ. Dạ. Họ chỉ là chúng sinh ở đẳng cấp thứ 4, thứ 5 thôi. Đừng nói chi đến đẳng cấp thứ 6, thứ 7. Không ai có thể phát hiện ra họ. Điều này thật ra đưa con đến câu hỏi lớn nhất. Con nghĩ vậy. Thượng đế, đó là gì ạ? Ngoài tình thương, ân sủng, sự thiện lành, tất cả những phẩm chất tốt mà chúng con có, mà chúng con thừa hưởng từ Ngài. Con biết là chúng con thừa hưởng những phẩm chất đó từ Ngài, tình thương đó, niềm vui đó. Không thể nói về Thượng Đế ở đây, ở đẳng cấp này. Dạ, con biết. Không cần phải hiểu. Không có gì để diễn tả Thượng Đế. Dạ. Chỉ khi nào Thượng Đế hiện thân trên địa cầu, thì may ra quý vị mới thấy. Dạ, nhưng đó không phải là tất cả. Có những điều khác không thể diễn tả được ở đây, không có ngôn ngữ. Ngoài ra như vậy cũng đủ cho quý vị rồi. Dạ, con hiểu. Đương nhiên khái niệm về Thượng Đế vượt qua sự hiểu biết của đầu óc. Dạ. Ngay cả chúng sinh đẳng cấp thứ 5 cũng chỉ hiểu được một chút. Dạ. Con sẽ đợi đến ngày đó. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, sau khi vãng sinh, chúng con đến cảnh giới thứ 5 mà. Quý vị đến cảnh giới mà mình đạt được. Nếu lúc vãng sinh quý vị ở đẳng cấp thứ 3, quý vị sẽ lên đẳng cấp thứ 3, hoặc tôi sẽ nâng quý vị lên một chút. Sau khi quý vị vãng sinh, tôi cho quý vị thêm một đẳng cấp nữa, hiểu chưa? Vậy đó. Ví dụ, nếu bây giờ quý vị ở đẳng cấp thứ 3, khi chết quý vị sẽ lên đến biên giới cảnh giới thứ 4, nhảy qua. Nếu bây giờ quý vị ở đẳng cấp thứ 4, tôi sẽ cho quý vị lên đẳng cấp thứ 5. Tôi muốn quý vị giữ lấy cá thể của mình, nhờ đó quý vị có thể thưởng thức. Nếu quý vị không ý thức được cá thể và linh hồn, quý vị không thể thưởng thức được mặt trời, không thưởng thức được. Cho dù ở đây, quý vị không thưởng thức được thân thể, bánh kẹo, thức ăn,
hay thời tiết bất cứ gì. Cho nên quý vị cần phải duy trì linh hồn được sáng tạo này và thưởng thức sự sáng tạo. Hiểu chưa? Xin phép sư phụ cho con hỏi thêm một câu. Hiện giờ, Ngài có thể thưởng thức được điều gì không? Tôi thưởng thức những gì? Quý vị thưởng thức kẹo, thức ăn. Ngài có thể thưởng thức được sao? Có thể. Ngài cũng có gì đó để thưởng thức à? Tuy nhiên, phần nhiều không có khẩu vị. Tôi chỉ giữ cho chiếc máy hoạt động. Phần nhiều thức ăn không còn ngon nữa. Thức ăn ngon hơn khi tôi ở một cảnh giới thấp hơn. Khi tôi ở cảnh giới của quý vị và mang theo quý vị. Bây giờ tôi đã đi xa quá vì xe vẫn tiếp tục chạy. Tôi đã cách xa nơi của chúng ta trước đây. Rồi chúng ta sẽ thực hiện cuộc du hành. Khẩu vị không còn ngon như xưa nữa. Nó đã khác nhưng không sao. Tôi không màng. Không phải tôi thưởng thức, chỉ là thân thể đã quen với cái lưỡi hoặc nụ vị giác. Và dây thần kinh trên thân thể nói với não bộ rằng thức ăn ngon chỉ vậy thôi. Nhưng sư phụ vui, cũng được, không thấy hơn như vậy. Tôi không vui, không buồn. Khi quý vị vui thì tôi vui. Khi quý vị không có mặt ở đó, tôi chỉ yên lặng một mình tọa thiền, nhưng tôi không cảm thấy vui hay buồn. Thậm chí tôi không còn nghĩ đến sự buồn vui này nữa, tôi đi mất tiêu. Có hai loại hạnh phúc của thế gian này và hạnh phúc của cảnh giới khác. Tôi thích niềm hạnh phúc kia hơn. Sau khi về nhà, chúng con có ở đó vĩnh viễn không? Tùy quý vị muốn ở hay không, quý vị có sự lựa chọn vì quý vị là linh hồn tự do. Thí dụ, khi lên cảnh giới thứ ba, quý vị đã được tự do. Quý vị có thể chọn làm công dân vĩnh viễn của cảnh giới thứ ba. Cảnh giới thứ ba không tồn tại vĩnh viễn. Cảnh giới thứ ba là cảnh giới tự do. Đó cũng là cảnh giới tâm linh tự do, nhưng không được tạo ra để tồn tại vĩnh viễn. Cảnh giới thứ tư và thứ năm tồn tại vĩnh viễn. Từ cảnh giới thứ ba trở xuống có khi chấm dứt, nhưng một thời gian rất lâu, hàng tỷ ức năm. Giả sử cảnh giới thứ ba mà quý vị đang ở bị hủy diệt, quý vị có thể đến một hành tinh khác với đẳng cấp thứ ba, hoặc xuống một hành tinh khác ở đây, hoặc một địa cầu khác để phụng sự người khác, giúp một vị minh sư khác, hoặc nếu tôi có đó, quý vị giúp đỡ tôi rồi quý vị lên cảnh giới thứ tư hoặc thứ năm, hiểu chưa? Nơi đó vĩnh cửu. Tùy quý vị chọn ở đó vĩnh viễn, hoặc đi bất cứ nơi nào mà quý vị muốn. Quý vị tự do. Quý vị du hành hoặc ở nhà nếu muốn. Ở cảnh giới thứ tư, thứ năm hoặc thứ ba, lúc nào cũng có giảng kinh, khai thị. Bao giờ cũng có điều để học hỏi. Lúc nào cũng có minh sư từ cảnh giới cao hơn đi ngang qua hoặc xuống đó để giảng dạy, hoặc minh sư vừa vãng sinh từ hành tinh này được cử đến để dạy giảng ở nơi đó. Quý vị lúc nào cũng có việc để làm. Thú vị mãi mãi. Quý vị sẽ không bao giờ có một giây phút chán nản. Một khi cởi bỏ thân xác này và lên cảnh giới thứ ba hay cao hơn, quý vị sẽ không bao giờ buồn chán. Quý vị thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến buồn chán có nghĩa gì. Quý vị sẽ hạnh phúc hơn nơi đây cả triệu lần, hạnh phúc hơn giây phút vui sướng nhất trong cuộc đời quý vị tại đây. Hãy nhớ lại giây phút vui sướng nhất trong đời mình, rồi nhân hàng triệu lần nhiều hơn như vậy. Rồi quý vị mới có thể so sánh một chút về hạnh phúc ở trên đó. Cho nên đa số các thiền nhân không muốn xuống đây. Trở lại thùng rác để làm gì? Họ vừa ra khỏi và được tắm rửa. Đối với họ, thế giới này giống như một thùng rác. Bất kỳ ai đến đây cũng là một sự hy sinh rất lớn, hoặc họ đến địa cầu này vì một mục đích cao thượng, hoặc để tìm một vị minh sư để thăng hoa. Bằng không, không ai ở cảnh giới thứ ba. Ngay cả chúng sinh cảnh giới thứ hai cũng không muốn đến đây. Thậm chí chúng sinh cảnh giới Atula cũng không muốn xuống đây, huống chi là cảnh giới thứ ba. Chúng sinh cảnh giới Atula nhìn xuống, trời ơi, họ ăn gì vậy? Vân vân và vân vân. Vậy đó. Lúc nào chúng sinh Atula cũng nhìn chúng ta vì họ gần với chúng ta. Người láng giềng đang làm gì đó? Những gì chúng ta nghĩ là hoang lạc ở đây, ăn uống và mọi thứ đối với họ rất ghê tởm. Ngay cả chúng sinh Atula cũng không muốn đến đây. Nhớ không? Quý vị có nhớ mấy quyển sách nói về những người bị chết trong chốc lát và được lên cảnh giới Atula không? Họ không bao giờ muốn trở lại
cho đến khi họ bị đá xuống đây, vì họ còn nhiều việc để làm, vì thời điểm của họ chưa đến. Vì khi đến đó, quý vị cảm thấy khác hẳn. Ồ, đây thật sự mới là đời sống. Trần gian không phải là đời sống. Địa ngục là sự đau khổ triền miên. Trên trần gian đôi khi đau khổ, đôi khi hạnh phúc, nhưng đa phần là đau khổ. Do đó chúng sinh Atula không hiểu nổi chúng ta đang làm gì ở đây. Quý vị có hiểu ý tôi không? Nếu đã lên cảnh giới đó, họ không bao giờ muốn đi xuống. Nhưng đôi khi chúng sinh Atula phải đi xuống vì thời gian của họ đã hết. Nếu họ tốt, họ có thể được thanh lọc để lên cảnh giới thứ hai hoặc thứ ba. Nếu không tốt, họ trở lại trần gian hay thậm chí xuống địa ngục còn tùy. Tùy trường hợp, nếu địa ngục bắt được yếu điểm của họ, rồi dụ dỗ họ làm điều xấu, sau đó họ phải đi giống như chúng ta vậy. Có những người chết tạm thời và được đến cảnh giới Atula trong giây lát. Khi trở về trần gian, họ khóc suốt mấy tuần lễ vì họ phải sống trong thế giới này, trong khi đã biết được một cảnh giới khác, đó chỉ là cảnh giới Atula và họ chỉ là người thường, không phải là người tu hành cao. Họ khóc suốt mấy tuần lễ vì nhớ nơi đó đẹp đẽ, tự tại, hạnh phúc như thế nào, còn ở đây thì đầy đau khổ. Trên đó không có gì giống như vậy. Cho nên đừng quyến luyến những gì quý vị có ở đây. Tôi đã nói với quý vị nhiều lần, tôi sẽ nói lại lần nữa. Cứ chấp nhận những gì quý vị đang có như ăn uống, hưởng thụ. Nhưng cũng nên biết rằng đó không là gì cả so với những gì quý vị sẽ có. Đừng hy sinh những gì mình sẽ có cho những gì mình đang có. Đó là điều tôi muốn nói. Nếu quý vị bắt buộc phải có thì hãy có, nhưng nếu cần phải hy sinh điều đó cho một điều gì khác trong tương lai thì hãy hy sinh chứ không phải làm ngược lại. Đừng tự thuyết phục mình rằng mình cần cái này, cái kia để sống. Không có cái này mình không sống nổi. Đừng tự thuyết phục mình như vậy. Đừng nghe theo đầu óc hoặc những lời của ma vương. Bây giờ ma vương rất xa quý vị, hắn không thể nói bên tai quý vị được nữa, nhưng có thể dùng đài phát thanh điều khiển từ xa hay gì đó. Hắn thử đủ mọi cách hoặc cố dùng một người có đẳng cấp thấp hơn bên cạnh quý vị để thuyết phục quý vị làm điều gì đó có hại cho sự tu hành của quý vị. Quý vị sẽ đánh mất tài sản tâm linh của mình, cho nên phải thật tinh tấn, thật cảnh giác, thật cẩn trọng. Làm thế nào để chúng con bảo vệ mình từ những người như vậy? Vì vậy cưng, người đẳng cấp thấp, gần gũi với mình, thí dụ họ cũng là đồng tu, hay là đẳng cấp hơi thấp. Ừ, vì tình bạn, ừ, mình không muốn làm họ giận, làm mất lòng họ, đúng rồi, và nói như là không được đâu. Dạ, ý con là cách nào tế nhị để bảo vệ mình trước tình trạng đó không? Cứ tránh xa những người mà quý vị nghĩ là không đủ đạo tâm. Dạ, tình bạn không sao, nhưng không phải lúc nào cũng bám vào nhau. Không cần phải nghe lời họ. Dạ, dạ. Họ có thể đến nhà quý vị uống trà ôm một cái rồi chào tạm biệt. Dạ. Những gì họ đề nghị quý vị đừng nghe. Dạ, được chứ. Điều đó nghe rất hợp lý ạ. À. Dễ thôi. Quý vị không cần phải thù ghét, nhưng đừng nghe lời người mà quý vị nghĩ rằng có hại cho sự tu hành của mình. Dạ, chỉ vậy thôi. Nhưng đôi khi có người nói với mình điều gì đó, mình cảm thấy không ổn, không đúng lắm. Quý vị biết điều đó. Nếu mình biết thì chỉ nói không được. Dạ, cứ từ chối, không được, bây giờ tôi có việc khác phải làm, có thể chúng ta sẽ bàn sao? Hoặc nói thẳng với họ, không, tôi không nghĩ như vậy là đúng, chỉ vậy thôi. Tùy mối quan hệ của quý vị, và quý vị có thể nói chuyện thẳng thắn với họ đến mức nào. Dạ, cứ nói không, bất cứ cách nào cũng nói không, nói tới nói lui cũng nói không. Nói không, một cách lịch sự hòa thẳng thắn, khó nghe hoặc êm ái thì cũng là không. Dạ. Gặp người đó càng ít càng tốt. Viện bất cứ cớ nào để tránh xa họ cũng được. Vì nếu họ không theo quý vị, thì đó là như vậy. Thưa sư phụ, hành tinh Siron ở cảnh giới nào à? Cô muốn biết một hành tinh cách đây quá xa để làm gì? Vì con có một ký ức rất sâu về Siron, đó là lý do tại sao con hỏi. Cô muốn biết để làm gì? Không sao ạ, nếu điều đó không cần thiết, con không biết. Con không màng, cảm ơn sư phụ. Nơi đó rất xa, xa lắm. Xa lắm à? Rất xa, không thể đo được. Thỉnh thoảng con có đến đó. Cô có đi thăm à? Vì với linh hồn, mọi người có thể đi bất cứ nơi nào trong toàn vũ trụ.
Nhưng cảnh giới không thành vấn đề. Được chứ? Cảm ơn sư phụ. Còn nhiều hơn như vậy nữa. Xin lỗi về tiếng Pháp của tôi. Đã lâu rồi tôi không nói tiếng Pháp. Vì lẽ đó mà tôi không nói ra. Tôi biết nhưng không cách gì phát âm. Con có thể nói bằng tiếng Anh. Không sao, tôi đã hiểu. Cứ nói với cô ta là không cần phải lo lắng. Từ đây đến tinh cầu đó bao xa và đến bằng cách nào? Cô ta có thể viếng thăm bất cứ tinh cầu nào nếu muốn, nhưng đừng ở đó quá lâu, vì còn có nhiều tinh cầu cao hơn nữa. Tinh cầu mà cô đến thăm ở cảnh giới thứ ba. Nhưng nơi đó đẹp, phải không? Huy hoàng và con người đó cũng đẹp. Nói bằng tiếng Anh để mọi người đều biết. Nói với cô ta bằng tiếng Anh. Nó màu vàng. Phải. Và nhà cửa đều hình chữ nhật. Trong suốt. Đúng rồi, là pha lê. Nhà cửa được làm bằng pha lê. Đây là những gì cô ta có thể thấy. Chúng hiện ra để cô ta thấy. Cứ hưởng thụ. Đó là hành tinh thuộc cảnh giới thứ ba. Mỗi cảnh giới có nhiều hành tinh khác nhau. Không phải cảnh giới thứ ba chỉ có một hành tinh. Cảnh giới thứ tư chỉ có một hành tinh. Không phải vậy. Ý ta nói là có nhóm tinh cầu thuộc cảnh giới Atula, có nhóm tinh cầu thuộc cảnh giới thứ hai, có nhóm tinh cầu thuộc cảnh giới thứ ba, thứ tư, thứ năm, vân vân. Cô ta đã viếng thăm một trong những tinh cầu thuộc cảnh giới thứ ba. Đó là đẳng cấp của cô ta hiện giờ. Nhưng đừng chấp vào nơi đó vì mình nên đi lên cao hơn trong tương lai. Cô ta sẽ đi lên cao hơn. Trước khi qua đời, cô ta sẽ đến cảnh giới thứ tư, cảnh giới cao nhất của cảnh giới thứ tư. Rồi sau đó, tôi sẽ nâng cô ta lên cảnh giới thứ năm. Nhiều người trong số quý vị cũng sẽ được, không phải chỉ riêng cô ta, chỉ là nhân tiện vì cô ta nói nên tôi cho biết. Những tinh cầu trên đó, họ không cần thực phẩm. Họ rất đẹp. Họ đi trên mây. Có phải vậy không? Cô ta có thấy như vậy không? Họ có thể đi khắp thiên hà, dĩ nhiên là được. Họ đi trên mây, trên không khí. Họ không cần bất cứ phương tiện nào. Họ chỉ cần nghĩ đến là sẽ có mặt ở đó, không cần chuyên chở. Còn gì nữa? Có một lần khi cô ấy đến đó thì sư phụ đang ở đó. Đúng rồi. Tôi ở khắp mọi nơi. Tôi nói với quý vị rồi, mỗi quý vị đều được một vị minh sư để chăm sóc. Trong lúc tôi có mặt ở đó với cô ta, đồng thời tôi cũng ở bên cạnh những người khác khắp càn khôn. May là quý vị có nhiều minh sư để chia sẻ với nhau. Nếu Ngài là người duy nhất thì quý vị phải giữ chỗ trước. Và nếu Ngài bận thì quý vị không thể đi đâu cả. Minh sư không bao giờ bận. Tốt lắm. Hôm nay cô cảm thấy khỏe hơn không? Không cần mang khẩu trang. Chỉ khi nào ho thôi. Chỉ mang khẩu trang khi nào sổ mũi hay bị ho. Quý vị hít thở vi khuẩn trong không khí. Có thể lây truyền cho người khác. Nhưng cô bị bệnh khác. Nên không sao. Bây giờ cô đã hết nôn mửa chưa? Đã ngừng chưa? Đỡ nhiều rồi á. Cô ấy đã hoàn toàn khỏe hơn sau khi sư phụ yêu cầu cô ấy bình phục rồi hả? Tốt, tốt. Còn ai nữa không? Hệ thống của chúng ta hiện giờ rất tốt. Quý vị thiền nguyên đêm, chúng ta có nhiều thời giờ. Trước kia chúng ta chỉ thiền ban ngày. Khi muốn nói chuyện với quý vị, tôi phải suy nghĩ, ồ, bây giờ là giờ ăn, bây giờ là giờ thiền.
Bây giờ thì tự do ngay cả giờ ăn. Quý vị cũng có thể ăn sao? Dạ, có sao không, cưng? Không ạ. Có chuyện gì không? Không hả? Chỉ cảm động thôi ha. Dạ, không sao. Tôi thấy quý vị thật ra không hiểu khái niệm về Thượng Đế các vị sư huynh đó hỏi. Anh ta dù sao cũng không hiểu, như vậy tốt. Con nghĩ là con có thể hiểu. Cách anh hỏi như vậy, mọi người đều biết là anh không hiểu. Không sao. Quý vị không cần phải hiểu. Thưa sư phụ, không ạ, con biết đó chỉ là khái niệm. Nhưng đây là một cơ hội tốt, bởi vì trước kia con nghĩ rằng, có phải sư phụ lúc nào cũng biết rằng Ngài đến từ cảnh giới cao hơn thứ năm? Sư phụ biết không ạ? Quý vị biết? Ồ, tôi à. Có phải lúc nào sư phụ cũng biết điều đó không? Tôi biết, ngay cả trước khi sư phụ khai ngộ. Trước khi khai ngộ thì con biết, giống như một hành trình vậy. Hành trình từ nhà tôi, từ đây. Đây là nhà. Dạ. Quý vị ở dọc bên đường ở đây. Ở đây, ở đây. Dạ. Cho nên tôi ở đó với quý vị. Dạ. Nhưng tôi đi và mang quý vị theo. Quý vị sẽ lên cảnh giới thứ năm. Còn tôi đi lên nữa. Hiểu chưa? Dạ, hiểu. Cho nên dù tôi có biết hay không, tôi vẫn ở đó với quý vị để mang quý vị theo. Dạ. Đó không phải là nhiệm vụ của tôi, nhưng tôi có mặt vì tôi phải làm công việc ở đây. Có nhớ chuyện vị Nga Hoàng không? Nhà vua đến hãng tàu, làm việc như một nhân công để học kỹ thuật đóng tàu. Bởi vì Tây Ban Nha chế tạo tàu bè rất xuất sắc. Lúc đó họ rất chuyên nghiệp. Tây Ban Nha từng là quốc gia đóng tàu tốt nhất. Cho nên vị Nga Hoàng đến Tây Ban Nha để học cách đóng tàu. Ngài phải cải trang và làm việc như bất cứ người nào trong hãng tàu. Trong thời gian này, nhà vua quen biết những người Nga bị lưu đày đến đó do lệnh của vua hoặc của quan tòa hoặc cảnh sát. Bất cứ ai trong hệ thống của nhà vua. Đương nhiên, đích thân nhà vua không biết. Nhưng hệ thống pháp luật ở Nga trục xuất những người này sang Tây Ban Nha. Họ làm việc trong cùng một hãng với nhà vua, rồi nhà vua biết về nỗi gian truân của họ và lòng khao khát muốn gặp lại thân nhân, mong trở về quê hương. Nên nhà vua động lòng và ân xá cho họ. Nhưng ông không nói với họ, ông là Nga Hoàng. Ông nói, tôi có quen biết người trong triều đình. Tôi có thể đưa quý vị đến đó. Không vấn đề chi, tôi có đủ quyền lực để đưa quý vị về. Rồi họ đi theo nhà vua và thành công dân Nga tự do trở lại. Nhưng chỉ khi nhà vua về đến đó họ mới biết. Khi họ đến biên giới, thấy mọi người ra tiếp đón, quan viên ra nghênh đón, họ mới biết đó là nhà vua. Nhưng họ đã không biết trước khi vào biên giới của Nga. Hiểu chưa? Dạ hiểu, nhưng biên giới Nga không phải là nơi mà nhà vua đến. Dạ, ông đi đến thủ đô xa hơn nơi đó. Trong khi đó, các nhân công đã đi theo, đã biết được ông là vua bởi vì quan viên và mọi người đến biên giới để nghênh đón. Dạ, và đưa ông về dinh. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Cho nên lúc trước tôi đã có mặt với quý vị ở đây. Và bây giờ tôi đi lên. Dạ. Nhưng con rất mong được trở về nhà. Con thật tình rất thích được về nơi đó. Anh sẽ về nhà. Dạ con biết. Nhưng vài năm nữa trong tâm con, tôi biết đã thực sự thức tỉnh. Tôi biết với cảm giác muốn về nhà. Trước đây là do cảm giác tuyệt vọng. Con muốn trốn chạy. Nhưng bây giờ đến từ một tình thương. Cảm giác nhớ nhà, muốn trở về nhà, tốt, tốt, tốt. Nhưng phải làm gì để dọn dẹp xong xuôi ở thế giới này đều ổn rồi. Một chút đau khổ chỗ này, chỗ nọ, dọn cho sạch rồi đi, không sao, chỉ một chút nữa thôi, đừng lo, hãy nhẫn nại. Dạ, trong khi đó anh được đưa đi đến một nơi cao hơn, có được một ngôi nhà đẹp hơn, cùng một quốc gia nhưng một ngôi nhà tốt hơn. Dạ, tốt, cứ giữ tình thương đó nung nấu trong lòng. Cảm ơn sư phụ. Anh sẽ đi, đừng lo. Thưa sư phụ, con xin hỏi một câu. Được. Hôm qua sư phụ có nói là chúng con dùng một quyển sổ nhỏ để viết ra điểm mà chúng con đạt được hàng ngày. Hả? Viết ra điểm mà con đạt được hàng ngày. Phải, quý vị có thể viết ra đó là số điểm của con. Con có một nhà hàng chay, nếu con phục vụ mỗi người một phần ăn chay. Mỗi ngày vậy con có cần ghi vào quyển sổ đó không? Có thể ghi. Nhà hàng tuần chay của con vào cuối tuần rất bận rộn, chúng con ghi ra mỗi phần của mỗi người à. Có thể làm vậy nhưng có lẽ già tuyệt vời. Quý vị không thể ghi chính xác. Quý vị có thể ghi không chính xác, phải thành thật ghi ra.
Có lẽ ghi lại số lượng hàng ngày mà con phục vụ, tôi hiểu chắc chắn con sẽ ghi thành thật. Con sẽ không nói dối sư phụ, quý vị phải ghi lại một cách thành thật. Con giữ năm giới, đúng vậy, cảm ơn sư phụ. Mục đích ghi ra là để khuyến khích mình chứ không phải cho người khác xem. Không phải để lường gạt người khác. Đừng cho người khác xem, chỉ dành cho bản thân thôi. Khi ta bảo quý vị ghi điểm hàng ngày, bất cứ làm gì, quý vị nghĩ rằng mình có điểm thì viết ra. Nhưng chỉ cho chính mình thôi để khích lệ, để quý vị biết mình đang tiến bộ bằng con số. Nhưng không phải để cho ai coi. Và phải thành thật với chính mình. Viết trước pháp tướng sư phụ rồi hỏi sư phụ và cảm thấy là con số đó đúng. Kính thưa sư phụ, con muốn mời sư phụ, nếu mà có dịp, con muốn mời sư phụ qua Tây Đức. Tại vì ở Dusseldorf có một trung tâm lớn đó sư phụ. Biết rồi, có thể trong tương lai. Có thể. Trước khi tôi đi đến nơi nào mà vườn đã cột tay, cột chân tôi lại đâu đó, bằng thú cưng của tôi và mọi thứ, hiểu chưa? Tôi không thể đi bất cứ nơi nào mà tôi muốn mặc dù tôi tự do. Nhưng mà vườn luôn luôn gây rắc rối. Nếu đi đâu, quý vị cũng có rất nhiều vấn đề với thú cưng của mình. Tôi không muốn họ đau khổ nhiều. Hiểu chưa? Nhưng khi nào đi được thì tôi đi. Nếu có thể đi thì tôi sẽ đi. Quý vị không cần phải mời tôi. Tôi sẽ tự mời. Nếu có duyên ở đó thì tôi sẽ nói tôi đến đây. Tôi đã đến trước khi đồng tù Hungary biết chuyện gì. Tôi đến sân bay, đáp xuống, rồi cố hỏi một thầy giả đi cùng với tôi, tìm số điện thoại. Tôi cũng không biết số, tại vì bên đó tụi con có 3 tầng đó sư phụ. Mỗi một tầng 120 mét vuông. À, tốt lắm. Tốt. Nhưng mà tụi con có luôn cả keller. Tầng hầm ở trên, bởi vậy tụi con thấy lớn hơn đây nhiều lắm sư phụ. Vậy tốt, cứ hưởng thụ nha. Tụi con cảm ơn sư phụ cho tụi con có được trung tâm đó. Tại vì sau mười mấy năm tụi con mới được trung tâm đó. Chừng nào có rảnh thì qua. Chừng nào có dịp, có duyên thì đi qua. Tại vì hàng tháng tụi con tổ chức thiền nghị một lần đó sư phụ, đặng mời tất cả nước Đức này hết. Tốt, tiếp tục, ok, vậy đủ rồi. Chừng nào mà có dịp, cô ta mời tôi sang Đức, cho nên ta nói với quý vị như vậy. Nếu tôi đi được thì tôi đi. Cho dù quý vị mời, nhưng nếu tôi không đi được thì tôi không đi. Tôi không biết được tương lai. Tôi không muốn biết. Bất cứ khi nào tôi muốn biết ngày mai hoặc tuần tới thì tôi ngồi xuống xem lịch. Nhưng tôi không xem trước. Thường thì tôi thiền cho cả vũ trụ. Tôi không có thời giờ để nhìn vào quả cầu thủy tinh hay những thứ như vậy. Nhưng nếu tôi biết thì tôi sẽ đi. Thường thì tôi không nói với quý vị, tôi sẽ đến đó rồi cho quý vị biết sao. Như ở Hungary, tôi đến đây rồi mới gọi đồng tu. Họ thậm chí cũng không biết là tôi đã đến. Rồi sứ giả Quán Âm hay ai đó mới nói, đến đây. Có việc quan trọng ở đây. Quý vị đến nhanh. Chúng tôi ngồi ở tiệm ăn, giờ. Rồi có vài người đến. Không. Đầu tiên là ngồi trong xe taxi chờ khi họ đến, tôi mời họ vào nhà hàng Trung Hoa để ăn và nói chuyện. Rồi sau đó họ đưa tôi đến đây. Còn câu hỏi nào nữa không bé cưng? Cưng ngọ, cưng mật. Cưng sô-cô-la, cưng sô-cô. Không hả? Được, đến đây. Hoặc nói lớn lên để mọi người có thể nghe. Đưa micro nhanh lên. Thưa sư phụ, con chỉ muốn hỏi. Con có thể làm thần chú được không? Tại sao? Cho tôi biết tại sao. Dạ, con không biết. Nói cho tôi biết. Con chỉ muốn giúp sư phụ trong công việc cao quý này. Nhưng tôi không có trung tâm. Làm sao anh trở thành anh muốn đi đâu? Dạ, đi với sư phụ. Ồ, không được. Dạ, nếu được à, con cũng không biết. Thôi được, cứ ở đây. Dạ. Ở cạnh tôi, ở quanh tôi thử trong vòng 6 tháng. Sau 6 tháng anh có thể ra ngoài hoặc là tôi đuổi anh ra được không? 6 tháng. Cứ ở đây. Tốt. Còn ai có câu hỏi gì không? Anh muốn ngồi đâu cũng được, nhưng đừng... Hoặc có thể trở lại chỗ đó không sao cả. Trở về đó và che giấu sự vui mừng của mình. Câu hỏi.
làm thần chú rất cao thượng. Nhưng quý vị phải thật sự tận tâm. Không phải vì muốn danh hiệu hoặc gì đó. Ngoài ra cũng còn tùy số mệnh có thể làm thần chú hay không. Có người có thể làm nhưng chỉ được một thời gian thôi, có người có thể làm một thời gian dài. Tới bây giờ mà vẫn còn dám xin làm thần chú. Chắc trái tim phải mạnh mẽ lắm đây. Quý vị vui không? Dạ vui. Anh từ đâu tới? Dạ Slovenia. Slovenia. Vẫn muốn nhắc tôi nhớ đến chuyến thám hiểm của tôi. Ở Slovenia chắc có nhiều sư tử và cọp lắm nhỉ? Chỉ có điều là tôi không thấy con nào cả, quả là một chuyến thám hiểm gian nan. Slovenia đã gia nhập Liên hiệp Âu Châu chưa? Dạ rồi, như vậy tốt. Như vậy dễ đi tới đi lui hơn. Chúng ta vui phải không? Dạ, tôi thích nhìn quý vị vui. Khi quý vị buông bỏ ngã chấp và trở thành chân ngã, khi quý vị trở lại với bản là diện mục, cảm giác rất dễ chịu, tôi cảm thấy thoải mái với quý vị. Không còn câu hỏi à? Vậy đi ăn nha. Quý vị ăn cơm chưa? Dạ chưa. Chưa à? Dạ chưa. Quý vị ăn sáng rồi ăn tối. Phải vậy không? Dạ. Hay là bất cứ lúc nào nếu quý vị đói bụng lắm thì ra ngoài ăn, nhưng đừng trở lại làm phiền người khác. Quý vị đi ra toa xe có vậy thôi. Đi ăn hoặc đi đâu cũng được. Trường hợp khẩn cấp, cứ đi ra, đừng trở lại đây. Nếu đoàn tu đang thiền phòng tối thì đừng trở lại, bởi vì quý vị sẽ không đi được rồi dẫm lên người khác. Như vậy không tốt. Quý vị thiền ngoài toa xe rồi trở lại. Khi tôi đến gặp quý vị, tôi luôn luôn thông báo để quý vị lúc nào cũng có thể đến gặp tôi. Hiểu chưa? Gì đó? Tôi không muốn cái này. Không sao, đừng lo. Tôi có nhưng quên mang theo. Có thể đã để lại đằng đó, đừng bận tâm, đừng lo, tôi không cần, tóc tôi không sao. Bởi vì khi tôi cột lại có lúc đau, dạ. Tôi cột tóc lại rồi chiều tối xõa xuống cho tóc bị đau. Tôi chỉ nghĩ ở đây thay vì ở đây hay ở đây. Nhưng tôi không màng, tôi không để ý. Lúc này tôi tự do. Trước kia tôi phải làm như vậy, bây giờ tôi tự tại hơn, 99% tự do, trừ những ràng buộc từ trước. Như thú cưng và mọi thứ, tôi từ từ, nhưng tôi cũng không thể làm gì được về vấn đề đó. Trước kia tôi phải làm theo một cách nào đó. Còn bây giờ tôi tự do hơn. Thôi được. Lúc trước có một thời kỳ, lúc nào tôi cũng phải cột tóc lên. Tôi đã bắt buộc phải làm như vậy, nhưng bây giờ không làm nữa. Thời kỳ này khác, tôi đã sắp sửa. Về đến nhà rồi, cho nên được tự do. Xin lỗi nếu tôi làm anh buồn. Anh chưa có bạn gái à? Thật không? Mới chia tay hay là sao? Tôi có thể hỏi được không? Dạ, chia tay. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, gần một năm. Gần một năm rồi, anh không sao chứ hả? Cô ta có đây không? Cô ta đâu? Cô ta có bằng lòng không? Anh ta đi, cô không sao chứ? Dạ, dĩ nhiên là không à. Dĩ nhiên, có mừng cho anh ta không? Tốt, tốt. Cô không oán hận hoặc muốn anh ta trở lại hoặc đau lòng sao? Đúng không? Cả hai người đều ổn chứ? Tốt, tôi chỉ muốn bảo đảm. Tôi chỉ muốn chắc chắn là cô cũng vui chứ không phải anh ta muốn làm điều đó rồi cô không được vui. Dạ, con rất vui vậy ạ. Dạ, tốt lắm, tuyệt vời. Cả hai đều rất cao thượng. Tôi rất hài lòng. Tốt. Mặc dù thường trú hay không thường trú, tôi đều đối xử với tất cả quý vị như nhau, đều như nhau cả, ngay cả người tại gia cũng có thể đạt được đẳng cấp thứ năm, quý vị biết rồi. Tôi không phân biệt, nhưng lý tưởng buông bỏ, tất cả để phụng sự đại chúng. Không phải là chuyện đẳng cấp gì, đó là một lý tưởng rất cao thượng. Tôi rất vui lòng là cả hai người đều hiểu, tôi hy vọng quý vị giữ được. Không sao chứ hả? Thật không? Dạ. Cô có bạn trai mới chưa? Chưa à? Có nhiều người lắm. Có ai còn độc thân không? Cô đẹp lắm. Cô sẽ sớm tìm được người khác, hoặc không tìm, không thành vấn đề. Câu kế tiếp. Rất hiếm khi thấy người trẻ có lòng khao khát và cao thượng như vậy. Có một doanh nhân người Đức. Tôi quên tên rồi. Ông ta nói.
Những hành động vĩ đại thường được ngưỡng mộ nhưng ít khi được noi theo, hoặc là ít khi được bắt chước, hiếm lắm lĩnh hội, đạt được. À, hành động, đại khái vậy, tương tự như vậy, noi theo, như là thực hiện vậy. Người ta chỉ ngưỡng mộ nhưng không làm giống như vậy. Ý là như vậy, ít khi nào. Ông ta dùng một từ rất hay nhưng ta quên rồi, không phải là bắt chước. Không phải là theo, thực hiện, không phải. Ông ta dùng một từ rất hay bằng tiếng Đức, tôi quên rồi, tôi dịch sang tiếng Anh rồi, tôi cũng quên luôn tiếng Đức, chỉ hiểu và nhớ ý nghĩa. Tôi quên nguyên văn rồi, ông ta dùng một từ rất hay. Cạnh tranh, thôi không sao. Bắt chước, hả? Bắt chước. Bắt chước có thể, phải rồi, bắt chước. Bắt chước có nghĩa là làm giống nhau, phải rồi, có thể là bắt chước. Nhưng ông ta dùng một từ khác, rất hay, rất chính xác, nhưng tôi quên rồi. Người kế tiếp. Thưa sư phụ, sư tỷ phải đi. Sư tỷ phải đi à? Bao lâu? Hành trình mất bao lâu? Dạ, bây giờ con bay về Munich. Chuyến bay của con vào 9:30. Tốt, cứ đi đi, đi đi, lấy thêm chút kẹo. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn cô đã đến. Dạ. À, cái gì đó, chỉ một chút kẹo thuần chai mà tất cả đều òa lên như vậy à. Tôi cho quý vị hàng tỷ thứ mà quý vị không bao giờ trầm trồ chi cả. Còn hy vọng có thể đến vào cuối tuần tới, sư phụ. Cuối tuần tới à? Dạ, con muốn thấy sư phụ. Không chắc tôi có ở đây hay không, cô gọi liên lạc viên ở đây cho chắc nhé. Nếu tôi vẫn còn ở đây, dĩ nhiên cô có thể trở lại. Cảm ơn sư phụ. Chỉ có chút kẹo thôi mà, ồ. Quý vị không biết tôi đã cho quý vị những gì. Con biết, sư phụ. Thôi được, tốt. Con xin lỗi. Thượng lộ bình an. Cảm ơn sư phụ. Mang về nhà nha. Nhớ lúc nào cũng niệm năm hồng danh. Bất cứ lúc nào có thể. Và danh hiệu mà tôi tặng quý vị. Bất cứ những gì xảy ra trong quá khứ, nếu đã xảy ra rồi, nhất là nếu chỉ là lỗi lầm, thì mình quên đi, hiểu chưa? Trừ khi có mục đích gì thì mình mới nhắc lại. Để tham khảo. Còn nếu không cần thiết thì thôi, cứ quên đi, như vậy là tốt nhất. Bởi vì nếu quý vị nhắc lại thì sẽ mang từ trường đó trở lại. Như vậy không tốt cho quý vị, hiểu không? Dạ. Thưa sư phụ, đồng tu Ái Nhĩ Lan phải đi bây giờ. Được, cứ đi đi. Cảm ơn quý vị đã đến. Cảm ơn sư phụ. Đến đây, nhân thể lấy thêm kẹo. Nếu tôi ở đây thì tôi cho quý vị. Người nào đi bây giờ? Đây. Quý vị có thể chia cho các đồng tu ở nhà. Có thể chia cho họ. Sáng mai con phải đi rồi. Tất cả quý vị cùng một nhóm hả? Dạ. Đến đây, cưng. Người nào sắp đi, đến đây. Đường xa đến đây mà lại đi về sớm. Không sao, tôi cảm động. Không sao. Có nghĩa là quý vị cố gắng, như vậy tốt. Quý vị có biết là tôi sẽ ở đây không? Không à, dạ không. Cứ đến thôi hả? Lại đây. Chúng con nói với họ rất nhiều. Chúng con nghĩ có thể có người nói sư phụ ở đây, có người nói không. Quý vị đoán. Dạ, được rồi. Còn ai sắp đi nữa không? Quý vị muốn đi ra để lấy gì hả? Người Âu Lạc Việt Nam, Trung Hoa. Không có vấn đề gì hả? Không có ai đi à? Quý vị muốn gì? Chỉ ngồi ở đây thôi hả? Được rồi. Chưa đi phải không? Tốt. Bởi vì nếu quý vị đi, tôi không chắc cuối tuần tới tôi có đây không. Quý vị hỏi trước nha. Được chứ, phải hỏi trước đó. Có gì gấp nữa không? Khẩn cấp. Không à, phải về nhà. Cưới hỏi. Gặp lại quý vị sau. Nếu không có câu hỏi gì thì quý vị đi ăn nhé.